Thưa thầy, xin hãy cho dân chúng về để họ có thể vào các ngôi làng và nông trang xung quanh đây tìm cái ăn và chỗ ngủ. Nơi đây chẳng có cái gì hết. Chính anh em phải cho họ ăn. Nhưng chúng ta chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Con xin cảm tạ Chúa là Thượng Đế, vua của cả vũ trụ này, đấng đã khiến đất sinh lương thực. Người này cũng ở cùng với Giê-xu. Không, tôi chưa từng gặp người đó. Tôi thấy họ đi với nhau. Hãy đi đi. Tôi không biết ông đang nói gì thế. Ánh mắt buồn lặng nhìn phía rơi, vừa lúc chim bay chối chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trên cây thánh giác ô đau, mang muôn dân tội nay sinh cho tôi bên yêu
Chúa yên lặng, ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa chiều mến vô cùng. Nhưng hãy chờ đấy, Chúa của chúng ta đấng sống vinh quang, Chúa Giêsu.